Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng toàn thể có quay trở lại kênh Đặng Tín Auto ngày hôm nay. Và tôi video thì ngày hôm nay đây, em Tín tiếp tục lên combo mà đang bán chạy nhất trong thời điểm vừa rồi của em Đặng Tín Auto. Hiện tại đang bán chạy nhất đây. Và cũng sẽ test luôn combo này và lắp cho một bác thắng ở Hà Lam đây với combo này, và sẽ giới thiệu lại các bác nhá. Rồi thì trước khi video ủng hộ cho Đặng Tín xem like, vẫn là chưa like hoan thì ủng hộ cho like và đăng ký kênh em. Thì đợt vừa rồi cũng xin thay lời cảm ơn tất cả các bác ủng hộ em Đặng Tín rất nhiều. Phải nói là đợt vừa rồi em lắp quá nhiều, lịch đang đắp cực kỳ dày luôn. Thì đây sẽ lên sóng góc combo ETC đồng bộ ngày hôm nay với 5 thiết bị giảm máy, một đôi loa full và một chiếc xúc điện bát 40 đồng bộ tất cả thiết bị của hãng ETC mà em Tín đang bán chạy nhất trong giờ vừa rồi đây. Thì với combo này tiếp tục được khuyến mại sốc quá. Thì cấu hình sử dụng vẫn là một đôi loa ETC rất quen thuộc, loa full bát 30, một chiếc bát 30 và một chiếc kèn. Dòng loa full bát 30 hàng chính hãng nhá. Đấy, bác nào đã dùng dòng ETC này bên em có biết cái chân âm của nó cực kỳ hay luôn. Đấy. Và combo 5 thiết bị giảm máy rất đẹp. Thì với combo này sử dụng các bác là một chiếc súp điện bát 40 của ETC. Dòng súp này thì cực kỳ chất lượng nhá. Đấy, chiếc súp điện bát 40 của ETC. Và 5 thiết bị giảm máy cao cấp nhất thời điểm hiện tại của ETC luôn. Thì đầu tiên vẫn là một chiếc đẩy ETC DK800 phiên bản màn hình có đẩy 2 kênh cao cấp nhá. Thiết bị thứ hai là một chiếc quản lý nguồn ETC E10 rất quen thuộc để cắm tất cả bộ dàn vào đây. Thiết bị thứ ba là một chiếc vang số ETC K890 Pro, đây là một dòng vang số cao cấp nhất của ETC luôn. Phải xử lý tiếng mic tiếng nhạc rất là hay luôn. Thiết bị tư không thể thiếu, rất quen thuộc đúng không các bác, một chiếc máy lưng tiếng ETC MK2000 bản mới cao cấp nhất của ETC. Và trên cùng mic ETC DX10, một mic không dây cao cấp. Đây đồng bộ của hãng ETC, một đôi loa full, một chiếc súp điện bát 40 và 5 thiết bị dàn máy ngày hôm nay rất cao cấp luôn. Đây, và với combo này em sẽ lắp ở Hà Lam đây. Và đã lắp rất nhiều cho các bác rồi. Lắp rất nhiều rồi. Nhưng mà em chưa có thời gian đăng, sẽ đăng ở những ngày 29-30 Tết này, sẽ đăng tất cả các công trình lắp đây. Quá nhiều các công trình đã lắp cho các bác tại nhà. Và với combo này em sẽ tiếp tục khuyến mãi các bác nhá. Trong dịp Tết này cho bác nào chốt nhanh tay vì số lượng cũng không còn nhiều các bác nhá, vì nó đã cận Tết rồi. Và tiếp tục với combo này, em Đặng Tín Auto sẽ tiếp tục khuyến mãi với mức giá chỉ có 25 triệu. 25 triệu toàn bộ combo. Đây là một mức giá tốt nhất trên thị trường với một đồng bộ một hãng cao cấp. Đây, một đô la full, 5 thiết bị giảm máy cao cấp và một chiếc xúc điện 340 đồng bộ chỉ có 25 triệu. Và lắp đặt miễn phí. Lắp đặt miễn phí trong bán kính 200km nhá. Đấy, vẫn là quan điểm em sẽ lắp đặt tại nhà. Lắp đặt tại nhà các bác, miễn phí 200km. Nên bác nào có nhu cầu thì hãy hẹn ngay cho em. Đấy, có nhu cầu thì hẹn ngay cho em Đặng Tín nhá. Vì nó đã kín giờ cận Tết rồi. Đấy, 25 triệu một combo đồng bộ cao cấp ETC này. Lắp đặt giao lưu tại nhà miễn phí cho các bác 200km. Bắt đầu tình an hất ra cái alo trên Tín nhá. Em sẽ đến lắp đặt tại nhà các bác. Rồi vào giờ test cho bác qua tiếng mic của combo ETC cao cấp mình nhá. Chẳng lại em yêu chiếc khăn ngày nào, ngày còn bên nhau anh ân tràn đầy. Xa hai em yêu những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Giận hờn chi em nếp mi được buồn, giận hờn chi em chút đêm buồn phiền. Giận hờn cho nhau đôi đau ngập lòng, vắng xa thật rồi người ơi biết chăng. Trả lại cho em, trả lại cho em đời nào yêu thương còn đọng trên môi, và tình ta đón những đêm trăng tàn. Một hai ba bốn năm. Ok, bác nghe phần chất âm của combo ETC đồng bộ của một hãng này với mức giá chỉ 25 triệu. Bác nào chốt hẹn ngay qua cho em nhé. Và chào các bác nhé.